Kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Gia tộc Shinagata lần thứ ba lập nên kỳ tích chính trị. Gia tộc Shinagata một lần nữa lập nên kỳ tích chính trị, nhưng đồng thời cũng ở thời khắc định mệnh. Kết cục cuối cùng của chuyện chính trị, quyền lực đang diễn ra ở Thái Lan sẽ ứng với câu thành ngữ quá tam ba bận, hoặc sẽ tạo ra cách hiểu mới về câu này. Tân Thủ tướng Thái Lan Pettonthan Shinagata, lãnh đạo đảng Phiêu Thái, là thủ tướng trẻ nhất, 37 tuổi, và là nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử đất nước. Không những thế, bà còn là người thứ ba thuộc dòng tộc giàu có Shinagata trở thành người đứng đầu chính phủ, sau chính người cha Thaksin và người cô ruột Yingluck Shinagata. Chỉ có điều ông Thaksin bị giới quân sự tiến hành đảo chính lật đổ, còn bà Yingluck bị tòa án hiến pháp truất quyền. Trước khi bà Pettonthan được Quốc hội bầu làm thủ tướng hôm 16 tháng 8, người tiền nhiệm Srettha Thavisin cũng bị mất chức bởi phán quyết của tòa án hiến pháp. Do đó, trong số bộ phận chính trị tương lai của bà Pettonthan Shinagata sẽ thấy rõ cái dớp bị truất quyền của người cha và người cô biến mất, hoặc dòng tộc Shinagata hết thời làm khuynh đảo chính trường và có ảnh hưởng chính trị quyền lực rất quyết định ở Thái Lan. Mức độ thuận lợi của việc đến với quyền lực chính trị của bà Pettonthan Shinagata tỷ lệ thuận với mức độ bất lợi từ bối cảnh hiện tại đối với việc cầm quyền của vị nữ thủ tướng này. Đảng Nhân dân vừa được đổi tên từ Đảng Tiến Bước sau khi đảng này bị tòa án hiến pháp giải thể, đã nhanh chóng trở thành kỳ phùng địch thủ đáng gờm nhất của đảng Phiêu Thái trong việc chinh phục cử tri ở Thái Lan. Trước khi bị giải thể, Đảng Tiến Bước đã thắng cử rất oanh liệt trong cuộc bầu cử quốc hội gần đây nhất, nhưng lại không được nắm quyền. Chỉ riêng những diễn biến chính trị thời gian vừa qua cũng đủ thấy Thái Lan hiện còn cách rất xa sự ổn định và an ninh chính trị xã hội bền vững. Cánh quân sự, hoàng tộc và giới tinh hoa thượng lưu vốn luôn là những nhân tố quyết định quyền lực nhà nước ở Thái Lan. Xưa nay, trên thực tế đều luôn ở cùng phe trong cuộc chơi quyền lực với đảng Phiêu Thái. Phe này tuy ngày càng thất thế trong các cuộc bầu cử quốc hội, nhưng vẫn rất có thế trong việc quyết định để cho lực lượng chính trị hoặc liên minh chính trị nào có thể cầm quyền và yên ổn cầm quyền lâu dài. Cho nên, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức chờ đợi nữ thủ tướng mới của Thái Lan. Nhà Shinagata lập nên kỳ tích chính trị, nhưng đồng thời cũng ở thời khắc định mệnh. Để khôi phục hào quang xưa cho dòng tộc, bà Pettonthan bây giờ phải đồng thời ứng phó với cả ba tác nhân quyền lực nói trên và với đảng nhân dân. Nữ thủ tướng này phải lưu ý để không tạo cớ cho giới quân sự và phía tòa án truất quyền như từng làm với người cha và người cô trong quá khứ. Bà Pettonthan phải thực hiện những cam kết vận động tranh cử của đảng Phiêu Thái trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua để cạnh tranh cử tri với đảng nhân dân và gây dựng chỗ dựa, sự hậu thuẫn chính trị vững chắc, phục vụ cho thời gian cầm quyền lâu dài hơn. Trước khi được bầu làm thủ tướng, bà Pettonthan chưa đảm trách chức quyền nhà nước nào, chưa từng trải chính trường, nhưng giờ cờ đã đến tay nên phải phất, buộc phải nhanh chóng trưởng thành trong cầm quyền. Quốc vương Thái Lan phê chuẩn bà Pettonthan Shinagata làm thủ tướng. Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn cho bà Pettonthan Shinagata làm thủ tướng vào ngày 18 tháng 8, hai ngày sau khi bà được Quốc hội bầu chọn. Động thái này mở đường cho bà Pettonthan thành lập nội các trong những tuần tiếp theo. Theo hãng tin Reuters, tuyên bố chấp thuận của nhà vua đã được thư ký Hạ viện Apat Sunanan đọc trong một buổi lễ tại thủ đô Bangkok. Bà Pettonthan đã quỳ xuống và tỏ lòng tôn kính trước bức chân dung của vua Vajiralongkorn trước khi có bài phát biểu ngắn cảm ơn nhà vua đã phê chuẩn bà làm thủ tướng. Bà Pettonthan nói, là người đứng đầu cơ quan hành pháp, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình cùng với các nhà lập pháp với một trái tim cởi mở. Tôi sẽ lắng nghe mọi ý kiến để cùng nhau đưa đất nước tiến lên trong sự ổn định. Không chỉ là thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan, bà Pettonthan còn là thành viên thứ ba trong gia tộc Shinagata giữ chức vụ này. Một ngày trước đó, luật sư Winjap Chatmonchi, người bảo vệ quyền lợi cho ông Thaksin, cho hay cựu thủ tướng Thaksin Shinagata đã được Hoàng gia Thái Lan ân xá xóa án tù và trả tự do ngay lập tức, thay vì phải đợi đến ngày 31 tháng 8. Lệnh ân xá hoàng gia đối với ông Thaksin Shinagata sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 8, luật sư Winjap Chatmonchi nhấn mạnh.
Theo quyết định ân xá cũ hồi tháng 2 năm nay, cựu thủ tướng Thaksin chỉ được xóa án tù và trả tự do kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2024. Việc phóng thích sớm hơn là một phần trong lệnh ân xá chung của Hoàng gia Thái Lan dành cho tù nhân có hành kiểm tốt nhân dịp sinh nhật của vua Maha Vajiralongkorn hồi tháng trước. Luật sư Winsat giải thích thêm rằng đợt ân xá lần này có tổng cộng 7.500 tù nhân. Tin tức này xuất hiện chỉ một ngày sau khi con gái của ông Thaksin là bà Petongtan Sinawatra, 37 tuổi, trở thành thủ tướng Thái Lan. Không chỉ là thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan, mà bà Petongtan cũng là thành viên thứ ba trong gia tộc Sinawatra giữ chức vụ này. Ông Thaksin, 75 tuổi, trở về Thái Lan vào tháng 8 năm ngoái sau 15 năm lưu vong. Khi hồi hương, ông Thaksin đã bị kết án 8 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực khi làm thủ tướng từ năm 2001 đến năm 2006. Sau đó, ông được giảm xuống còn 1 năm tù theo lệnh ân xá của hoàng gia. Thực tế, ông Thaksin chưa phải ngồi tù một ngày nào, thay vào đó là 6 tháng chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Thái Lan. Tuy nhiên, khoảng thời gian này vẫn được tính vào thời gian thụ án. Ông đủ điều kiện được ân xá hồi tháng 2 vừa qua khi xét đến yếu tố tuổi tác, tình trạng sức khỏe và đã thi hành 1/2 bản án. Một trong những điều kiện ân xá của ông là không được tham gia trực tiếp vào hoạt động chính trị. Tuy nhiên, rắc rối pháp lý của ông Thaksin vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Ông vẫn phải đối mặt với cáo buộc tội khi quân liên quan đến cuộc phỏng vấn của ông với một tờ báo Hàn Quốc năm 2015. Ông Thaksin được tại ngoại sau khi bị buộc tội, nhưng ngày xét xử vẫn chưa được ấn định. Gần đây, ông đã xin Tòa án Thái Lan cho phép đi Dubai, nơi ông đã dành phần lớn thời gian lưu vong để điều trị y tế, song đã bị từ chối. Chân dung tân thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử Thái Lan. Hạ viện Thái Lan vừa bỏ phiếu thông qua việc bầu chọn bà Petongtan Sinawatra làm thủ tướng, thay thế người tiền nhiệm Retta Thavisin bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm hôm 14 tháng 8. Nhận được 51% số phiếu bầu, bà Petongtan trở thành người đứng đầu chính phủ Thái Lan khi mới 37 tuổi. Để được thông qua, bà Petongtan cần nhận được quá nửa số phiếu của 493 thành viên Hạ viện. Liên minh cầm quyền do Pheo Thai dẫn đầu hiện nắm giữ 314 trong số 493 ghế nghị sĩ Hạ viện. The Discord cho hay, kết quả cuộc bỏ phiếu đưa bà Petongtan trở thành thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan. Bà cũng là nữ thủ tướng thứ hai của Thái Lan sau người cô ruột Jinluk Sinawatra. Như vậy, gia tộc lừng danh Sinawatra đã có 3 người làm thủ tướng Thái Lan, gồm ông Thaksin Sinawatra, bà Jinluk Sinawatra, em gái ông Thaksin, và bà Petongtan Sinawatra, con gái út của ông Thaksin. Lưu ý thêm rằng cả cha và cô của tân thủ tướng Thái Lan trong quá khứ đều bị lật đổ sau các cuộc đảo chính của giới quân sự. Bà Petongtan lên làm thủ tướng trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn. Nhiệm vụ cấp bách của tân thủ tướng Thái Lan là phải khôi phục lại sự ủng hộ đang suy giảm đối với Pheo Thai, đảng dẫn đầu liên minh cầm quyền, và vực dậy nền kinh tế. Một trong những chính sách trọng tâm của đảng Pheo Thai là chương trình phát 10.000 baht, tương đương với 276 đô la vào ví điện tử cho mỗi người dân đủ điều kiện để kích thích kinh tế. Do đó, tân thủ tướng cũng phải tìm cách tiếp tục chương trình chưa được thực hiện này. Đất nước phải tiến lên, Pheo Thai là đảng lớn nhất trong quá trình thành lập chính phủ và sẽ thúc đẩy đất nước tiến về phía trước. Chúng tôi quyết tâm cùng nhau thực hiện điều đó, bà Petongtan phát biểu khi được bầu làm thủ tướng. Tân thủ tướng Thái Lan tốt nghiệp khoa nghiên cứu chính trị của Đại học Chulalongkorn, Thái Lan và theo học ngành quản trị khách sạn quốc tế tại Đại học Surrey ở Anh. Bà là cổ đông lớn nhất của SC Asset Corporation, công ty phát triển bất động sản do bà Jinluk điều hành trước đây, đồng thời là giám đốc điều hành mảng kinh doanh khách sạn của Rand Development. Công ty do người chị gái Pintongta Sinawatra Kuna Konwang điều hành. Ngoài ra, bà còn đảm trách một dự án lớn là khách sạn hạng sang Rosewood ở thủ đô Bangkok. Sau khi trở thành thủ tướng, bà Petongtan phải từ bỏ các vai trò kinh doanh và tuân thủ những hạn chế về sở hữu cổ phần. Tân thủ tướng Thái Lan sinh ngày 21 tháng 8 năm 1986. Bà được biết đến ở Thái Lan với biệt danh Ung In, từng giúp điều hành bộ phận khách sạn của đế chế kinh doanh gia tộc Sinawatra
Trước khi tham gia chính trường 3 năm trước, bà đã xây dựng hình ảnh công khai và duy trì sự hiện diện gần như liên tục trong cuộc vận động tranh cử năm 2023. Bà Pathom Thanh có bằng cử nhân khoa học chính trị của trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan và bằng thạc sĩ về quản lý khách sạn quốc tế của trường Đại học Surrey của Anh. Bà là con út trong số 3 người con của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Bà Pathom Thanh kết hôn vào tháng 3 năm 2019. Chồng của bà là ông Pidot Paul Suksawat, phi công của một hãng hàng không thương mại. Họ có 2 con, một gái và một trai. Con trai út của bà vừa chào đời trong chiến dịch tranh cử năm ngoái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.